Hi, chào mừng tất cả quý khách hàng và bên cạnh Văn Hội đó chính là mẫu xe Toyota Vios, một trong những dòng xe quốc dân bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Và như các bạn cũng đã biết thì ở trong cái tháng 8 vừa qua, Vios doanh số với hơn 2.300 xe được đưa ra thị trường. Và ngày hôm nay đó chính là ngày 15 tháng 9 năm 2020 để xem rằng là Vios của nửa cuối tháng 9 này sẽ có cái chương trình khuyến mại rất lớn là như thế nào, giảm giá lên đến vài chục triệu, cụ thể con số là bao nhiêu? Hãy cùng Văn Hội chi tiết clip ngay sau đây. Vừa được Toyota Việt Nam phân phối Vios lên đến 5 phiên bản. Trước khi đến với chương trình khuyến mại, lại một lần nữa thì chúng ta sẽ cập nhật nhanh bảng giá của Vios với 5 model. Trên màn hình anh chị có thể nhìn thấy ngay được Vios ở phiên bản số sàn. Chúng ta có model 3 túi khí có giá niêm yết từ 470 triệu đồng, trong khi đó phiên bản 7 túi khí có giá niêm yết là 490 triệu đồng. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái phiên bản số tự động, đó chính là phiên bản ECVT với phiên bản 3 túi khí có giá niêm yết là 520 triệu đồng, trong khi đó phiên bản 7 túi khí sẽ là 540 triệu đồng. Và bên cạnh các bạn ở đây, model 1.5G năm 2020 có giá niêm yết là 570 triệu đồng. Trong những ngày giữa tháng 9 này, Vios với rất là nhiều ưu đãi hấp dẫn và không để quý anh chị khách hàng phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng cập nhật luôn cái chương trình khuyến mại. Rồi chúng ta sẽ đi đến phần đầu tiên, đó chính là chương trình khuyến mại áp dụng cho những khách hàng là trả góp. Ở chương trình trả góp thì anh chị có thể nhìn thấy trực tiếp bên trên màn hình, chúng ta lần này trong tháng 9 sẽ có 3 gói vay. Gói vay thứ nhất, khi mà anh chị mua xe trả góp sẽ được hưởng lãi suất là 0,49% trong 6 tháng đầu tiên. Tiếp theo nữa, nếu mà anh chị không chọn gói thứ nhất này, chúng ta chọn gói thứ hai đang được áp dụng với gói lãi suất chỉ 0,62% và áp dụng liền trong 1 năm luôn. Có nghĩa trong 12 tháng anh chị được hưởng nguyên lãi suất là 0,62%. Rất tuyệt vời phải không ạ? Và một cái chương trình lãi suất mà luôn chạy từ đầu năm đến giờ, đó chính là cái chương trình gói vay 7,99% trên 1 năm. Ở gói vay này thì chúng ta sẽ có thời gian vay là 1 năm. Cùng với đó thì chúng ta cả gốc và lãi sẽ được trả trực tiếp lên đến cuối năm thì chúng ta mới phải trả. Đúng không? Rất tuyệt vời. Với cái gói vay như Văn Hội vừa chia sẻ, đó chính là về chương trình về khuyến mại cho trả góp. Tiếp theo nữa là gì ạ? Trong những ngày cuối tháng 9 này, từ nửa cuối tháng 9 này, khi mua Toyota Vios phiên bản, tất cả 5 phiên bản nhé, thì anh chị sẽ được hưởng ngay, đó chính là chúng ta sẽ được trừ trực tiếp bằng tiền mặt. Cùng với đó thì sao? Chúng ta sẽ được tặng luôn 1 năm bảo hiểm thân vỏ và những phụ kiện tùy chọn. Và tổng con số ở nửa cuối tháng 9 này lên đến trị giá hơn 30 triệu đồng. Rất tuyệt vời phải không ạ? Tổng giá trị hơn 30 triệu đồng, đó chính là áp dụng cho chương trình trả góp. Còn đối với chương trình trả thẳng thì sao? Với chương trình trả thẳng, Văn Hội lại một lần nữa bật mí cho anh chị. Dù rằng là chúng ta được khuyến mại bảo hiểm thân vỏ, tiền mặt và phụ kiện, có một số anh chị muốn chuyển sang tiền mặt. Nhưng đây lại là lời khuyên rất chân thành của Văn Hội. Mua xe chúng ta hãy và nên lấy cái gói bảo hiểm thân vỏ. Chúng ta hoàn toàn không mất tiền đúng không? Thì chúng ta nên lấy gói bảo hiểm thân vỏ để khi di chuyển chúng ta hoàn toàn yên tâm. Chia sẻ với anh chị một câu chuyện rất là thật thực tế luôn, là mấy anh bạn của tôi ở bên nước ngoài khi mà sử dụng xe ô tô nhá, 100% khách hàng phải mua bảo hiểm hai chiều, bảo hiểm thân vỏ hai chiều luôn. Và khi mà xảy ra các thứ thì chúng ta hoàn toàn là được các đại lý chính hãng là hỗ trợ. Và với lợi ích từ việc mà sử dụng bảo hiểm thân vỏ thì khi anh chị vào đại lý chính hãng ấy thì chúng ta sẽ hoàn toàn là được sửa chữa mọi thứ trở về nguyên trạng của nhà sản xuất. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Mà cái chi phí thì bảo hiểm đã lo cho rồi. Thế anh chị, cái tâm lý khi lái xe thì cực kỳ là hoàn toàn yên tâm. Đó chính là cái phần khuyến mại. Còn nếu anh chị nào mà muốn nhận được những cái phụ kiện mà muốn được tư vấn chi tiết hơn nữa thì cũng với cái tổng giá trị cả tiền mặt bảo hiểm phụ kiện lên đến con số hơn 30 triệu đồng. Cụ thể thì sẽ là bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu phụ kiện và bao nhiêu là bảo hiểm. Kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới
theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ra 3 phút để ngắm một chiếc Vios 1.5G màu ghi bạc từ tổng quan đầu xe, thân xe và đuôi xe cũng như phần nội thất trước khi đến với phần tổng chi phí lăn bánh cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam. Xin mời các bạn. Vâng, thì trước mắt quý anh chị khách hàng đó chính là thiết kế của phần đầu xe của model Vios 1.5G. Và ở lần này thì trong clip ngày hôm nay thì đó chính là cái màu ghi bạc, một trong những màu mà được đánh giá là sạch nhất, đúng không ạ? Khi mà sử dụng xe này vừa trang nhã, vừa sạch và hợp với những anh chị mà mệnh kim hay là mệnh thủy, rất tuyệt vời đúng không ạ? Màu bạc này còn có một cái tuyệt vời nữa, đó chính là nó là màu trung tính nhá. Một số anh chị khi mà không lựa chọn được màu nào thì màu ghi bạc này cũng là một trong những màu mà chúng ta lựa chọn là hoàn toàn yên tâm. Đó, thiết kế của đầu xe thì Vios thế hệ mới với cụm đèn bi projector cũng như LED ban ngày, cảm biến cảnh báo va chạm trước cũng như là hệ thống đèn sương mù. Nhìn cái đầu xe trông rất là nổi khối và bề thế cũng như là các đường gân dập nổi trên nắp capo. Đó chính là thiết kế của phần đầu xe. Còn ở phần thân xe, hãy cùng di chuyển với Văn Hội. Đây đó chính là thiết kế của phần thân xe. Cả 5 phiên bản đều được trang bị, đó chính là hệ thống đèn xi nhan tích hợp trên gương kết hợp với phanh đĩa cả 4 bánh với các công nghệ như là ABS, EBD phân bố lực phanh điện tử cũng như là khởi hành ngang dốc và phanh khẩn cấp, rất tuyệt vời đúng không ạ? BA bổ trợ lực phanh khẩn cấp. Cả 4 bánh đều sử dụng là phanh đĩa, không chỉ cho bản G mà tất cả 5 phiên bản luôn, rất là tuyệt vời. Cũng như là cả 5 phiên bản thì với cái gương gập điện và cái đèn pha phía trước kìa, nó đục vuốt sang bên rè này, trông sẽ rất thể thao và tinh tế. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang phần phía đuôi sau. Và đây đó chính là phần thiết kế của đuôi sau của chiếc Vios 1.5G. Cả 5 phiên bản đều sử dụng đó chính là anten vây cá mập màu ghi bạc cực kỳ trang nhã. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể lựa chọn thêm những màu là như màu trắng, màu đen, màu nâu vàng hay là màu đỏ, đúng không ạ? Rồi, cả 5 phiên bản sẽ trang bị luôn hệ thống camera lùi tích hợp theo xe cùng với màn hình kết nối CarPlay và Android Auto. 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau trên phiên bản G. Để nhận diện thì bản G nó sẽ có chữ G logo ở phía sau. Nếu là bản E thì chúng ta có thêm chữ E. Và bản E CVT thì chúng ta sẽ có 2 cảm biến cảnh báo lùi ở phía sau. Cốp thì chắc chắn là rất rộng rồi. Cùng với đó thì sao? Thì chúng ta mở được chìa khóa ở trên cái cốp trên chìa khóa này này. Chúng ta sẽ giữ vào đây được. Văn Hộ sẽ test để anh chị có thể. Đó, chúng ta sẽ giữ 3 giây vào đây. Cùng với đó thì sao? Ghế sẽ được gập thông với khoang hành lý luôn. Còn bây giờ hãy di chuyển vào bên trong xe. Đây là Văn Hội đang ngồi chi tiết bên trong nội thất của phiên bản G. Rồi máy quay sẽ tiến gần hơn để thấy cái tông màu be vàng trên các phiên bản số tự động. Trong khi đó ở phiên bản số sàn, điều tuyệt vời sẽ đến với nội thất màu đen trông rất sang trọng và cao cấp. Vô lăng khâu ra. Và đây là tổng quan ở bên trong. Anh máy quay sẽ ngồi ra phía sau ngay bây giờ. Và đây đó chính là tổng quan giao diện bên trong nội thất của chiếc Vios 1.5G. Vô lăng khâu ra, điều khiển volume trên vô lăng, đèn tự động cũng như là điều khiển màn hình IMIT đa thông tin với vận tốc km trên giờ, cruise control, giữ ga tự động theo hành trình. Xe trang bị lên đến 7 túi khí, hệ thống an toàn cực cao luôn. 7 túi khí, có cả túi khí cho phía đầu gối người lái. Cùng với đó chúng ta có một điều hòa tự động, đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Ngoài ra là gì ạ? Chúng ta có một màn hình DVD kết nối CarPlay cũng như là Android Auto. Ngoài ra xe trang bị luôn chìa khóa thông minh Engine Start Top. Bằng nút bấm, chúng ta chỉ cần đạp phanh là nổ máy. Với hộp số dạng zig zag cho 3 phiên bản số tự động, kết hợp với cảm biến lùi cũng như là camera lùi theo xe. Ngoài ra với phiên bản G thì chúng ta còn có cả cảm biến lùi hiển thị bằng cái màn hình ở trên phần bảng đồng hồ táp lô này. Rất tuyệt vời luôn. Đây đó chính là cái phần tổng quan một lần nữa để anh chị có thể ngắm chi tiết được sự thiết kế hiện đại của Vios, cảm biến lùi cũng như là phần cân bằng điện tử. Cảm biến lùi thì Văn Hội sẽ test lần nữa ra đây để anh chị có thể nhìn thấy được. Khi mà bật cảm biến lùi lên nó sẽ hiển thị rất là rõ nét và chi tiết. Và cảm biến trước nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần tổng chi phí lăn bánh. Vừa rồi đó chính là tổng quan cập nhật cái bảng giá mới nhất cũng như là review nhanh hình ảnh của chiếc Vios model năm 2020. Còn bây giờ thì chúng ta đến với phần lăn bánh. Như các anh chị cũng đã biết rồi thì là được nhà nước hỗ trợ lên đến 50% lệ phí trước bạ cho những chiếc xe lắp ráp trong nước. Và Vios hiển nhiên là cả 5 model đều được hưởng chương trình giảm 50% lệ phí trước bạ rồi, đúng không?
Vậy thì một chiếc số sàn mà lăn bánh ở một tỉnh chưa trừ khuyến mại nhé, đâu đó khoảng 496 triệu đồng. Sau trừ đi rồi, tổng giá trị cả tiền mặt và bảo hiểm phụ kiện chúng ta được trừ rất là lớn luôn. Và con số để lăn bánh thì không thể tin được luôn, chỉ còn hơn 400 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu xe rồi. Cũng như phiên bản ECBT cũng chỉ nhỉnh hơn 500 triệu đồng. Và phiên bản G khi lăn bánh ở tỉnh chỉ dưới 600 triệu đồng mà thôi. Còn ở thành phố Hà Nội thì sao ạ? Chắc chắn thì chúng ta cũng chỉ nhỉnh hơn 600 một chút xíu mà thôi, khi mà tổng lăn bánh chỉ cộng thêm 20 triệu tiền biển số và 1% thuế, đó chính là 6% đấy ạ. Ở tỉnh thì là 5% rồi, đúng không ạ? Rất tuyệt vời luôn. Và để hưởng những cái ưu đãi đó thì chúng ta còn có thêm một phần nữa, đó chính là phần trả góp. Ở phần trả góp thì anh chị nếu mà mua số sàn nhá, chúng ta đâu đó ở Hà Nội chúng ta chỉ chuẩn bị có 150 triệu đồng thôi. Cùng với đó nếu lăn bánh bản G trả góp thì chúng ta đâu đó chuẩn bị khoảng 200 triệu đồng là chiếc xe thân yêu đã nằm trong nhà quý anh chị khách hàng rồi. Còn ở tỉnh thì chắc chắn là con số sẽ nhỏ hơn khoảng 20 đến 25 triệu đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại chi tiết nhất cho 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam, kính mời quý anh chị khách hàng hãy liên hệ ngay ở số hotline ở phía bên dưới. Và đừng quên bấm nút like, share, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào về review xe cũng như là đánh giá cùng bảng giá xe khuyến mại mới nhất. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo.